Một phút mặc niệm đã được dành để tưởng nhớ những nạn nhân trong thảm họa vào lúc 8 giờ 15 giờ địa phương, thời điểm Mỹ thả bom nguyên tử xuống Hiroshima vào ngày 6 tháng 8 năm 1945. Phát biểu tại buổi lễ, thị trưởng thành phố Hiroshima Kazumi Matsui nhấn mạnh, thế giới cần hành động khẩn cấp để các quốc gia sở hữu vũ khí hạt nhân xây dựng lòng tin, thực hiện các bước đi cụ thể hướng tới một thế giới không vũ khí hạt nhân. Mối đe dọa từ vũ khí hạt nhân vẫn đang diễn ra và thậm chí đang có xu hướng gia tăng trên thế giới. Từ Hiroshima, tôi xin kêu gọi người dân trên khắp thế giới hành động, đừng bao giờ lặp lại những thảm họa hạt nhân. Ông Antonio Guterres là Tổng thư ký Liên Hợp Quốc đầu tiên tham dự sự kiện thường niên này tại Công viên Tưởng niệm Hòa bình ở thành phố Hiroshima kể từ năm 2010. Nhân dịp này, Tổng thư ký Liên Hợp Quốc đã cảnh báo về một cuộc chạy đua vũ trang mới. Ông Guterres kêu gọi những quốc gia tham gia Hiệp ước không phổ biến vũ khí hạt nhân đang nhóm họp tại New York, Mỹ xem xét lại việc thực thi Hiệp ước để các kho dự trữ không còn đe dọa tương lai của thế giới. Quả bom nguyên tử mang tên Little Boy do máy bay Mỹ ném xuống thành phố Hiroshima vào lúc 8 giờ 15 phút sáng ngày 6 tháng 8 năm 1945 đã cướp đi sinh mạng của khoảng 140.000 người tính đến cuối năm 1945. Cho đến nay, thảm họa Hiroshima vẫn là một nỗi đau không thể nào quên đối với nhiều thế hệ người dân Nhật Bản.